tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm được các cấp quỹ đảng đặc biệt quan tâm. Trong đó, với vai trò là một trong những lực lượng nồng cốt, những năm qua, Công an tỉnh Vĩnh Long đã có nhiều cách làm hay phù hợp để giúp cán bộ chiến sĩ thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị quan trọng này. Hàng năm, công an tỉnh đều tổ chức tập quấn cho lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ trực tiếp làm nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, nhận thức sâu sắc hơn về tầm quan trọng của công tác này. Từ đó, nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc tham gia đấu tranh, ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. Một trong số những đơn vị thực hiện nổi bật công tác này là công an huyện Trà Ôn. Khi những thông tin thất thiệt được đăng lên mạng xã hội, cán bộ công an huyện đã kịp thời nắm bắt và có nhiều bài viết phản bác, làm rõ sự thật. Từ năm 2022 đến nay, đơn vị đã làm rõ 10 đối tượng đăng thông tin sai sự thật và xử phạt vi phạm hành chính hai trường hợp, với số tiền 15 triệu đồng. Công an quyện đã có 15 bài viết và gần 800 lượt chia sẻ những bài viết tích cực trên không gian mạng. Để tăng cường nắm tình hình trên không gian mạng, để kịp thời phát hiện các thông tin giả sự thật, để viết các bài tuyên truyền phản bác lại các thông tin xấu. Đó. thứ hai để cái phần định hướng dự luận để cho người dân trên địa bàn cũng như là cán bộ công nhân chức nhà nước để nắm chúng tôi cũng đã yêu cầu về phía cán bộ chiến sĩ thực hiện cái nhiệm vụ này thì các đồng chí một là từng đồng chí phải tiếp tục nghiên cứu tiếp thu các cái văn bản quy phạm pháp luật có liên quan à, trong cái thực hiện nhiệm vụ của mình cái thứ hai là ban lãnh đạo cũng yêu cầu là từng đồng chí phải làm tốt công tác tham mưu cho cấp quỹ chính quyền địa phương cho ban lãnh đạo công quyền trong thực hiện cái chức trách nhiệm vụ được giao. Vấn đề thứ ba là phối hợp tốt với các, các ngành có liên quan trong cái việc là phối hợp để đấu tranh phản bác. cán bộ công an các đơn vị địa phương luôn nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc tham gia đấu tranh ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, chia sẻ lan tỏa thông tin tích cực viết tin bài đấu tranh phản bác thông tin có quan điểm sai trái thù địch trên mạng xã hội nhất là trên các trang fanpage của đơn vị mình. Giám đốc an tỉnh đã chỉ đạo cho các đơn vị chức năng phối hợp chặt với các ngành để triển khai các cái biện pháp để chúng ta xử lý nghiêm những trường hợp là vi phạm trên không gian mạng cũng như định hướng cho người dân khi tham gia mạng xã hội một cách an toàn. Thì trong đó thì các giải pháp là tập trung phối hợp với các ngành để đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật. Song song đó thì lực lượng công an tỉnh cũng là triển khai các biện pháp để chúng ta phát hiện và chúng ta đấu tranh xử lý những cái trường hợp đăng tải chia sẻ bình luận là đưa những thông tin xấu cũng như là ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức cá nhân để mang tính gian đe giáo dục định hướng cho người dân khi tham gia trên cái mạng xã hội. Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu được Đảng ủy, Ban giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long đặc biệt quan tâm. Công tác này được triển khai quán triệt và thực hiện nghiêm túc, bài bản, có hệ thống, nhất quán từ tỉnh đến cơ sở và đã mang lại kết quả tích cực. Đây sẽ là nền tảng quan trọng để cán bộ chiến sĩ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ này, thực hiện có hiệu quả nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.